Xin chào các bạn, lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những món ăn dân dã của Việt Nam. Hôm nay thì đố các bạn biết đây là con gì? Đúng rồi, đây là con lươn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn món lươn xào xả ớt. Các bạn sẽ cùng mình sẽ cùng tiếp tục làm những món ăn thật là ngon của Việt Nam nhé. Nào, cùng làm thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải sơ chế lươn làm sao cho sạch nhất. Cách này thì ở thành phố thì sẽ không có cho bếp. Thì cách đơn giản nhất mà chúng ta làm đó là chúng ta sẽ bỏ lươn vào trong một chiếc nồi như thế này. Xong rồi chúng ta sẽ bỏ chúng ta sẽ đậy nắp thật là chắc. Rồi chúng ta sẽ từ từ bỏ muối vào. Nếu mà không con lươn nó khỏe, nó sẽ dẫy và nó sẽ bò ra ngoài, mình sẽ không bắt được đâu. Chúng ta sẽ cùng thử xem con lươn nó sẽ phản ứng như thế nào nhá. Ui ui. Các bạn ơi, nhìn những con lươn khi mà ngày bé thì có nghe câu là đĩa phải vôi, nhưng mà hôm nay thực sự ra thì thấy con lươn mà phải muối thì nó cũng dẫy kinh khủng thật đấy. Chúng ta sẽ chờ cho con lươn nó dẫy, cho nó bơi trong muối cho nó sạch nhớt đi, rồi chúng ta sẽ cùng làm lươn nhá. Bây giờ thì những con lươn mà sau khi mà vật lộn trong muối thì nó đã yếu dần rồi, chúng ta sẽ không còn sợ nó nữa đâu. Các bạn có thể quan sát nhá. Nước sôi rồi các bạn ạ, bây giờ thì mình sẽ mang nước sôi đi để làm lươn nhá. Chúng ta sẽ chắt cái nhớt của con lươn đi. Ui, mày đừng có bỏ ra lươn ơi, tao sợ quá. Sau khi con lươn nó đã bóc hết cả nhớt này ra thì bây giờ mình sẽ dùng lại nước nguội để mà chút cho sạch cái nhớt này đi các bạn nhé. Đây này, rất là dễ thôi, không khó đâu. Chút hết cả nhớt đi. Đây, rồi. Rất là dễ thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, mình vừa sơ chế lươn xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy ruột của con lươn ra và cắt khúc ra nó nhá. Nó ra nhá. Cắt đầu, bỏ đầu, bỏ đuôi. Lại rạch một đường từ bụng nó ra. Đây là ruột của con lươn. Bạn nào mà không muốn béo ấy, bạn ấy ăn ruột lươn vào cho gầy nhá. Cắt khúc tầm khoảng 5cm các bạn nhá. Các bạn ơi, sau khi sơ chế sạch con lươn rồi thì bây giờ mình sẽ bật bếp và chiên qua con lươn để tiến hành làm món lươn xào xả ớt nhé. Sau khi làm lươn sạch rồi thì sẽ chiên sơ qua lươn để con lươn sẽ được săn chắc hơn. Chiên lươn này thì mình sẽ không cần phải đổ quá nhiều dầu đâu, vừa vừa thôi. Cái việc chiên lươn này để với mục đích là sẽ làm cho miếng lươn của chúng ta sẽ săn chắc hơn. Ơi rồi.
sau khi mà dầu nó sẽ nóng già hơn lên thì mình sẽ bỏ lươn vào để mà chiên. Vì trong miếng lươn đang còn nước cho nên là bỏ vào chảo dầu nóng thì nó bắn nhiều quá. Bạn nào sợ thì có thể lấy cái nắp lưng để che lại nhé. Nó bắn nhiều quá các bạn ạ. Nhưng mà thôi, trong thời gian chờ đợi cho miếng lươn nó săn lại thì bây giờ chúng ta sẽ sơ chế rau nhé. Rau kèm theo cái món lươn xào xả ớt này chắc chắn là sẽ phải có xả, rất là nhiều xả và rất là nhiều ớt. Đây các bạn, chúng ta sẽ tiến hành cắt xả. Các bạn lưu ý là cắt xả trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ cắt miếng rất là dài. Sau khi miếng lươn của chúng ta săn chắc thì chúng ta sẽ tiến hành gắp lươn ra. Đừng có để cho miếng lươn nó khô quá thì khi xào sẽ không được ngon, lươn sẽ không còn ngọt nữa. Khi mà cắt xả cắt ớt trong cái món ăn này thì chúng ta sẽ cắt miếng xả và miếng ớt thật là dài nhá. Khi xào thì trông nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt ớt nha. Ớt để rất là to đấy. Cũng cắt dài, như thế thì xào thì rất là ngon đấy. Sau khi cắt ớt thì chúng ta sẽ cắt hành. Ở trong món ăn này, lươn xào xả ớt thì chúng ta sẽ cắt hành theo khúc nhé. Đừng có cắt bé quá, nhìn nó sẽ không đẹp và không ngon. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt chẻ đôi cái ngô bao tử này ra nhé. Chẻ đôi thôi các bạn ạ, không cần phải chẻ quá bé đâu. Vì ngô bao tử thì nó cũng khá là dòng nên là... Và sau khi mà cắt xong ngô bao tử thì cuối cùng nó là dăm, rau dăm. Chúng ta cũng sẽ cắt khúc rau dăm nha, dẫn ra nhé các bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu. Chúng ta sẽ bật bếp nha. Đổ dầu cho thật là nóng nào. Một ít dầu thôi. Củ hành rất là to. Hy vọng món ăn ngày hôm nay sẽ rất là ngon các bạn ạ. Nhìn giống bông hoa sen chưa này, đẹp quá. Giống chuẩn bông hoa sen luôn. Đúng là nấu ăn cũng là một nghệ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ, sau khi mà hành thơm rồi thì sẽ đổ lươn vào để xào. Mình sẽ thử trải nghiệm xem là cách nấu ở người
của người miền Bắc, miền Trung, miền Nam sẽ ngon như thế nào các bạn nhé. Và chúng ta sẽ bỏ luôn cả ngô bao tử vào luôn. Đẹp quá các bạn ạ. Đảo thật là đều ha. Thơm quá. Và sau khi mà tất cả mọi thứ đã hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ bỏ vào hành cắt khúc và rau răm để cho dậy mùi. Ngon tuyệt vời luôn các bạn ạ. Thơm quá, mùi rau răm dậy mùi lên làm cho mùi của món ăn này tuyệt vời lắm. Xèo nghe thú vị quá. Món ăn này các bạn có thể ăn kèm với bún này, với cơm cũng được, và kèm theo một chút mắm, nước mắm nguyên chất và một lát ớt, một vài lát ớt. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức món ăn này nhá. Đi thôi. Món lươn xào sả ớt ngày hôm nay của chúng mình đã xong rồi. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức cùng Lan Anh nhá. Xem cách làm của Lan Anh có ngon và cách làm của mọi người không nhá. Mọi người hãy cho ý kiến và hãy để lại comment xuống dưới giúp Lan Anh nhá. Ôi, hồi hộp quá. Nước mắm cũng rất là ngon. Đây. Các bạn thấy không? Miếng lươn rất là chắc đấy. Ngon quá. Lươn rất là ngọt, rất là mềm. Xương của lươn nó cũng không còn cứng nữa. Ăn rất là dễ ăn. Ngon quá. Bây giờ Lan Anh sẽ thử ăn một miếng ngô bao tử xem nào. Khi xào với lươn thì vị của nó sẽ thế nào nhá. Quá hợp các bạn ạ. Khi mà Lan Anh đã từng ăn cái món lươn xào, món ngô bao tử xào thịt bò và xào các thứ khác thì cũng rất là ngon, nhưng mà hôm nay vị của nó rất là lạ, vì nó sẽ át đi cái mùi tanh của con lươn và nó dậy cái vị ngọt của miếng ngô này lên. Ngon quá. Món này mà để cho các ông nhậu thì đúng tuyệt vời luôn. Một miếng lươn là hai chén rượu. Chấm thêm một chút nước mắm cho đậm đà. Ngon quá. Ăn lươn thì mình sẽ gắp thêm các rau gia vị đi kèm, kiểu nó sẽ tuyệt vời hơn. Anh đang ước bây giờ có một lon bia để ăn, để uống cùng với món lươn xào sả ớt này thì không còn gì để nói. Mọi muộn phiền sẽ biến tan. Gắp một miếng thật là to nha. Mời các bạn. Các bạn ơi, món lươn xào sả ớt ngày hôm nay cũng đã rất là ngon rồi, nhưng mà Lan Anh muốn trải nghiệm và muốn nấu nhiều hơn các món ăn về lươn. Thì các bạn ở các vùng miền khác nhau hãy cho Lan Anh xin công thức và để lại thách thức dưới comment để Lan Anh cùng với các bạn thử thách những món ăn ngon về những món ăn dân dã Việt Nam nhé.
Bây giờ thì Lan Anh sẽ tiếp tục ăn tiếp món ăn của mình đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, đừng quên like, subscribe cho chúng mình nhá. Bye bye.